Zalo xin mến chào các bác ạ. Trong ngày hôm nay thì em lại lên sóng để test cho các bác một chiếc đầu tép rất là nổi tiếng của hãng Technic. Đây là những cái model rất là nổi tiếng vào những thập niên 90. Nói đến Technic thì phải nói đến M202, rồi M3.2. Đây là những cái model được rất nhiều các bác thịnh hành trong năm 90 và cũng là niềm ao ước của rất nhiều các bác chơi audio trong thập niên đó. Thập niên đó thì có thể bán cả một suất đất đi để mua được một chiếc đầu tép. Vâng ạ, và bây giờ thì các bác biết rồi. Với giá thị trường giờ nó chỉ có mấy triệu đồng thôi, còn suất đất của các bác lên vài tỷ rồi. Đấy. Thì các bác thấy là rẻ hay đắt. Ngày xưa thì chúng ta phải đánh đổi cả suất đất để chúng ta mua một cái đầu tép hoặc một cái đầu radio cassette hoặc là một cái máy radio cassette, đánh phải dành dụm bao nhiêu năm đúng không ạ? Và hoặc là bán cả một cái mảnh đất đi để mua được một cái đồ chơi audio. Và bây giờ nói về giá trị đấy thì nó quá là rẻ rồi các bác. Chỉ cần một tháng lương hoặc là nửa tháng lương là chúng ta cũng đã sở hữu được một chiếc đầu tép rồi. Ngày xưa thì có khi phải dành dụm vài năm trời thì bắt đầu mới mua được đúng không ạ? Với bây giờ thì điều kiện hai là đồ bây giờ nó cũng so với giá thị trường thì nó rẻ rất là nhiều rồi, nên chúng ta thích sở hữu lúc nào là ta sở hữu được luôn. Thì thời đó thì rất nhiều các bác là biết về chất âm của dòng này rồi. Và bây giờ là chúng ta tìm lại để chơi lại, để ngày xưa thì những cái món đồ mà chúng ta ao ước mà chúng ta không có thì bây giờ rất nhiều các bác là muốn sưu tầm lại để chơi lại những cái gọi là cái hoài niệm đó, cái hoài niệm của ngày xưa. Đấy, thì chúng ta lại muốn quay về cái thời mà còn trẻ đôi mươi. Đấy là niềm ao ước của rất là nhiều của các bác. Bây giờ là các bác cũng đã 50 năm mấy 60 rồi. Đấy, cách đây khoảng hơn 30 năm về trước thì nó là niềm ao ước của rất là nhiều các bác đây. Thì bây giờ thì em lại quay tìm lại những cái sản phẩm này để phục vụ các bác quay về ký ức và hồi tưởng như hồi lại những cái kỷ niệm lúc mình còn trai trẻ. Thì sản phẩm này là M202. Ở đây em đang thực hiện chức năng thu băng các bác nhé. Các bác nhìn này, em đang thu băng rồi này. Đấy, anh em mời các bác cùng nghe này. Đấy. 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 Em đang thu băng đây các bác ạ. Thử thu chiếc cuốn băng này nha. Mở lại các bác nghe này. Đấy. Thu 1:1 luôn em. Máy thu phát tốt các bác nha. Đây em sẽ thử cho các bác kể nhạc là trước năm 75 ạ, nhạc pre đấy ạ. Con này nghe pre thì cực kỳ hay rồi, các bác nghe nhá. Đây là một cuốn băng em đã thâu sẵn chức này. Đây em đã thâu sẵn chương trình là chế linh 1 đây. Gọi là chế linh cười đấy ạ. Đấy, nhạc pre các bác nhá. Đấy, chức năng pre này các bác nhá. Đây là chức năng tua băng này. Tua trái tua phải này. Cơ rất khỏe các bác nhá. Đấy. Inject này. Cái máy này nó hay cái là khi các bác bỏ băng vào đây này là nó sẽ nhận luôn cho các bác này. Băng CR2 là băng tiếp 2 này. Đấy, CR2 là tiếp 2 ạ. Băng metan là tiếp 4 ạ, băng Norman là băng tiếp 1 ạ. Nó sẽ hiển thị cho các bác chế độ băng luôn ạ. Đấy là khi các bác băng mà không biết băng nào thì các bác cứ bỏ vào máy này. Đây là cửa số 1 ạ. Cửa số 1 này thì nó không có thu băng các bác nhé. Đấy. Cửa số 1 thì nó sẽ có một cái nút âm lượng ở đây để chúng ta chỉnh cửa số 1 ạ. Đấy. Đấy, to nhỏ ở đây được này. Đấy, tua tốt. Đấy, tua rất khỏe các bác nhá. Đấy là cửa số 1 ạ. Cửa số 2 này có phần rec ạ. Còn khi nằm rè thì các bác đơn giản lắm các bác nhá. Các bác nằm rè đây. Các bác nằm rè các bác bỏ băng vào đã này. Các bác bỏ băng nha, sau đó các bác ấn nút power cho em nha và ấn nút rec này. Thì cái băng này các bác lưu ý là phải có ngạnh nha. Nếu như cái băng này nó mất ngạnh này thì sẽ không có chức năng nằm rè được. Thì băng phải có ngạnh nha. Đấy. Các bỏ băng có ngạnh rồi này các bác nhìn nha.
và ấn pause này để tạm dừng nữa này. Sau các bác ấn nút rec này. Đấy, 5 re các bác phải lưu ý nhá. Ấn pause và ấn rec. Còn khi các bác nhả pause ra là nó sẽ trực tiếp nó thu băng luôn các, Đấy, nó thu băng luôn cho các bác này. Đấy. Cái phần thu băng của thằng này thì nó không cần phải ấn tổ hợp phím play và rec các bác nhá, chỉ cần ấn rec này là nó tự thu băng. Đấy, cứ ấn rec là thu băng luôn. Và âm lượng thu băng thì các bác lưu ý là đây là cái nút âm lượng thu băng là chúng ta nên để ở mức độ số 3 đến 4 nha các bác nhá. Đừng để to quá như này vào băng nó bị vỡ tiếng. Thì chúng ta thông thường sẽ để tầm 3,5 thôi. Khi các bác nhìn thấy cái vạch này nó nhảy quá lên mức từ số 6 đến số 8 ở trên này này là nó đang quá âm lượng rồi đấy. Thế như thế nó hay bị vỡ băng. Thì theo như em thì em sẽ để ở mức độ 3 đến 3,5. Đó. Thì nó sẽ có cái phần gạch ở đây là các bác để ý nó sẽ gióng vào đây nhá. À, nó vừa phải để chúng ta thâu băng nó không bị vỡ tiếng. Đấy, nó đảm bảo đấy. Chúng ta có thể nghe lại này. Đấy, nghe lại. Đấy. Dòng này thì thu phát nó là hay rồi các bác nhá. Nó là thu phát 1:1 luôn rồi. Đấy, thời ngày xưa thì những con này nó là máy thu băng rồi, máy in tiền rồi. Đấy, tất cả những cuốn băng mà các bác mà nghe là đều thu ở những dòng máy Technic ra. Máy Technic thì nổi tiếng là bền, chạy bền, tiếng hay. Đấy, các bác có thể nhìn cái phần nội thất đây, em cũng tháo cho các bác về phần nội thất quay chi tiết luôn. Các bác có thể nhìn đây. Đấy. Một con máy cũng mấy chục năm tuổi rồi mà còn rất là đẹp như này. Đấy. Hai cửa băng này, dây Gorai còn rất là chất nha. Rất là mới nha các bác nha, còn rất là mới luôn. Đấy. Size 43 các bác lưu ý nhá, size 43. Máy thu phát hoàn hảo. Đây, đây là phần sau ạ. Những dòng máy Technic 2 con 2, 3 con 2 thì những cái mặt này đều bằng nhựa hết, xung quanh này bằng nhựa các nhá. Đấy, nó nhựa hết. Đây, Technic M2 con 2, 10W điện áp 100V Made in Japan. Đó. Đây là tín hiệu đầu vào, đây là tín hiệu đầu vào. Đây là tín hiệu đầu vào, đây là tín hiệu đầu ra các bác nhá. Đấy, đầu ra đây, đầu vào đây. Đấy. Dòng này thì nó nổi tiếng rồi. Đây là mặt sắt của nó đây, cái mặt đậy trên các bác này. Sơn zin hết nhá. Sơn zin hết ạ. Rất là mới ạ. Đấy, chiếc máy này nó phải mới trên 90% các bác nhá, trên 90% và hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng luôn ạ, thu phát hoàn hảo luôn. Trước này em đang bao cho các bác hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng nhá. Và em đang bán với mức giá là 6 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng Gia Audio. 6 triệu đồng, bác nào mà chuyển khoản hết 100% em bao ship tận nơi luôn. Đó, bác lưu ý nhá, điện 100V và hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng, thu phát hoàn hảo. Thu phát 1:1 luôn. Đấy. Bác nào quan tâm thì liên hệ với Hoàng Gia Audio ạ. Số hotline đấy ạ, 0975884009 ạ. Đấy, số này có Zalo các bác nhé. Và em ship hàng toàn quốc ạ. Em xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo. Vâng ạ, bác nào mà quan tâm đến những chiếc đầu băng cối hoặc là tép, hoặc là làm băng các xét băng cối, hoặc là sửa chữa những đầu tép, sửa chữa những đầu các xét radio và sửa chữa những cái đầu CD âm ly thì cứ liên hệ bên em nhé. Bên em còn có những đội ngũ kỹ thuật để phục vụ các bác, kể cả những các bác không mua hàng ở bên em, mua ở chỗ khác, mua bất kỳ ở nơi đâu mà có nhu cầu sửa chữa hay là chỉnh sửa hay là vệ sinh hay là bảo dưỡng thì em bên em vẫn nhận để phục vụ các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Cảm ơn các bác và em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau của Hoàng Gia Audio ạ.